Mày ở đúng cái mày về gì vậy? Mày tạo và cái mấy làm cái gì đó mày.
mua bạn là mấy cái phim hài đâu có nó mua hay là vì rất là dễ quảng cáo cái căn hai phòng này hai con đang hiện tại hết những cái là những cái kịch hài Trung Quốc á khi thường ngày này cái kết rồi có cái kênh gì à đó có cái kênh gì nào đó để quảng cáo cho tao Thank you.
con đấy. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.